thế là nhà mình có gạo rồi đúng không? Vâng, rồi rồi được. Này thì vâng. Ra là... thế thì để nhường cho những người khác. Nhà sạt lở xong lại gần khu hồ ấy. Rồi rồi rồi, thế cảm ơn nhá. Anh chia sẻ với gia đình chút nhá. Em cảm ơn ạ. Vâng, chúc các anh đi đường may mắn ạ. Rồi, thế nhá. Có một chút quà để gửi tới gia đình. Đây có một chút cái quà đấy chị nhận giúp nhé. Đây là chị bộ thôn kia. À, vào mình chụp chung một cái ảnh. Cháu đứng ở đây. Giáo họ Trúc Nâu đang đi trợ giúp ở dưới khe Hùm, xã Trung Tâm, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Đây là đoàn của giáo xứ Trúc Nâu đang đi trao quà cho nhà chị này. Đây đang bị hỏng và vỡ hết đây. Rồi, chào con chụp. Gặp khó khăn trong cái đợt cơn bão vừa rồi. Thế thì tôi cũng là linh mục ở trên Trúc Lâu, cũng qua các mạnh thường quân cũng giúp đỡ một chút nhu yếu phẩm đến các gia đình đang gặp nạn của cơn bão. Xin này, chúc bà nhận giúp xong rồi chuyển đến 11 gia đình hộ nhá. Có 11 hộ. Chỗ đây là 11 tại thôn Nàng Thiều, xã Trung Tâm. 8 11 đủ rồi. Tôi gọi điện cho trưởng thôn. Và xin trưởng thôn anh ở đây nói với chị tôi giúp nhé. À thôi được. Ở đây các bà đây nhận giúp nhé. Có sập nhà không? Có. Nhưng hộ sập nhà thì chờ em một xíu để em lấy cái nồi cơm điện lại. Không. Đấy, nó thì sai hơn. Mấy người nhẹ hơn. Nhẹ hơn. Sập nhà nhưng mà nhà ta lại bị sạt không hỏng nhà. Sạt lở không hỏng nha. Đây đoàn ở Hà Tĩnh Hương Khê đến trao quà cho bà con ở tỉnh Yên Bái. Đây cảm ơn đoàn họ Trúc Lâu trợ giúp, mong mặc dù của ít lòng nhiều, mặc dù của ít lòng nhiều bà con cố gắng vượt qua cơn trao tận tay cho những người dân đi trực tiếp như là nhé, gặp trực tiếp dân này, trao tiền và gạo. Nói chung là sạt lở về nhà nhẹ thì sẽ có một phần quà của hai anh chị và một phần quà tại xã Trung Tâm. Đây là gia đình anh gì nhỉ? Anh Đặng Nguyên Vi. Thế anh Vi nhá. Đây thì đây là linh mục ở đây mời anh chị đây. Đây qua để chụp ảnh. Chúng tôi đây là linh mục ở hiện nay đang đặc trách ở khu Trúc Lâu, nhà thờ Trúc Lâu, xã Trúc Lâu. Với có một số ông bà trong ban hành giáo, người công tác với tôi để cùng giúp nhà thờ. Qua các mạnh thường quân thì cũng biết là qua cơn bão lũ là cũng có nhiều gia đình gặp những khó khăn, đặc biệt là cũng xin chia